Hello everyone, welcome to the mock test number 11 to move to part 2. Okay, chào mừng các bạn đã quay lại với đề luyện thi trung học phổ thông quốc gia. Đề số 11, chúng ta tiếp tục qua phần thứ 2. Đây sẽ là bài đọc điện tử. Okay, question 34, because of, although, in spite of và because. Thì đây là kiến thức về liên tự, đúng không? Khi xét về liên từ thì chúng ta sẽ dựa vào nghĩa của câu trước và câu sau ở vị trí chỗ trống, đúng không? The 1918 influenza pandemic was the most severe pandemic in recent history. Trận đại dịch cúm năm 1918 là trận đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử gần đây. It was caused by an H1N1 virus with genes of avian origin. Tức là nó bị gây ra bởi virus H1N1 có nguồn gốc gen từ loài chim. There is not universal consensus regarding where the virus originated. Không có sự thống nhất về nơi mà xuất hiện cái virus này. Vậy thì bạn thấy ở vế trước với vế sau nó, nghĩa của nó tương phản, đúng không? Vậy thì phù hợp nhất đó là phương án B, although. Tức là tuy vậy ha, mặc dù là không có cái sự thống nhất về cái nơi mà xuất hiện virus, ta chọn phương án B. Question 35. Câu này là về nghĩa, đúng không? Engage tức là liên quan, B attack tức là tấn công, C adopt tức là thông qua, và D spread tức là lây lan. Vậy các bạn theo nghĩa này, nó như thế nào trên khắp thế giới trong suốt năm 1918 và năm 1919? À, vậy thì nó là lây lan, đúng không? Phương án D, spread, is spread. Nó lây lan trên khắp thế giới suốt năm 1918 và năm 1919. Question 36. Number, amount, deal and plenty. Đó là lượng từ. Vậy ta xem xét vị trí số 36. Đằng trước chỗ trống ta có mạo từ the. Đằng sau chỗ trống ta có of this. À, vậy this ở đây là danh từ số nhiều, đúng không? Đếm được. Vậy phương án nào sẽ đi với danh từ số nhiều đếm được các bạn? Đúng rồi, chỉ có phương án A. Number. The number of deaths were estimated to be at least 50 million worldwide, with about 675,000 occurring in the United States. Còn ba phương án còn lại thì sẽ đi với danh từ không đếm được hoặc là danh từ số ít ha các bạn hả? Question number 37. Project, evidence, figure and feature. Đây là kiến thức về từ vựng. Project là dự án, evidence là bằng chứng, figure là con số và feature là đặc điểm. Vậy theo các bạn thì ta sẽ chọn phương án nào là phù hợp đây? Chỗ này đang nói về con số lượng ha, mà số lượng tử vong mà trận đại dịch này gây ra. Bắt đầu từ dòng thứ ba nha các bạn. Bắt đầu từ dòng thứ ba của đoạn 2 nha. Mortality was high in people younger than 5 years old, 20 to 40 years old and 65 years and older. Tỷ lệ tử vong cao ở nhóm trẻ trên 5 tuổi, nhóm người từ 20 đến 40 tuổi và từ 65 tuổi trở lên. The high mortality in healthy people, including those in their 20 to 40 years age group, was a unique of this pandemic. Tức là tỷ lệ tử vong cao ở nhóm người khỏe mạnh trong cái độ tuổi từ 20 đến 40. Đây là một trong những gì của trận đại dịch các bạn. Đúng rồi, đây là một cái điểm đặc trưng duy nhất của cái trận đại dịch này, là nhắm đến cái đối tượng trẻ 20 đến 40 tuổi. Question 38. When, where, which and that. Đây là kiến thức về đại từ quan hệ, đúng không? Vậy đằng trước chỗ trống ta có gì? Public gatherings, tức là sự tụ tập ở chốn công cộng. Vậy thì nó không phải là
Thời gian không phải là nơi chốn, loại A, loại B, và nó có dấu phẩy thì chúng ta cũng không thể dùng that được. Ok, vậy ta loại luôn, chọn phương án C. Và đối với câu này, nếu như bạn không thể biết được cái chữ public gatherings là mang nghĩa là gì, nó có phải là thời gian nơi chốn hay không, thì các bạn có thể dựa vào đằng sau chỗ trống. Ta thấy đây là động từ thì không thể dùng cái trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn là where với when được ha, ta loại luôn. Và dấu phẩy thì hiển nhiên là không dùng that rồi, ta cũng có thể dựa vào cái hướng đó để mà chọn ra được phương án C các bạn ha. Ok, now let's move to reading comprehension. Chúng ta chuyển sang bài văn đọc hiểu các bạn nhé. Question 39. With which topic is this passage mainly concerned? Đoạn văn này nói đến chủ đề nào? A. Some scientists have challenged a theory. Một vài nhà khoa học đã thách thức một lý thuyết. B. Some small teeth have been discovered. Một vài cái răng nhỏ đã được tìm thấy. C. Some mammoths lived longer than others. Một vài con voi, mammoth, sống lâu hơn các con khác. D. Some bacteriums survive on an island. Một vài con thú da dày sống sót trên hòn đảo. Loài da dày tức là voi hoặc là tê giác đó các bạn. Ok, đây là câu hỏi về chủ đề ý chính trong bài, đúng không? Vậy thì ta có cái câu chủ đề nằm đâu các bạn? Ta thấy ở dòng thứ tư. The question to be asked now is how does these prehistoric pachyderms survive in their island environment? Và cái câu gần cuối lại ta có là but would this be enough to enable them to survive thousands of years beyond that of other mammals? Câu hỏi được đặt ra bây giờ là làm cách nào mà loài da dày từ thời tiền sử này tồn tại trong môi trường ở đảo? Nhưng điều này có đủ để chúng tồn tại hàng trăm năm ha, so với cái loại voi mammoth khác? Vậy thì câu chủ đề của đây là sự sống lâu của loài mammoth, đúng không? Vậy ta chọn phương án C. Some mammoths lived longer than others. Question 40. According to the passage, some researchers suggest that mammoths became extinct. Dựa vào đoạn văn, một vài nhà nghiên cứu gợi ý rằng loài voi mammoth tuyệt chủng vào thời gian nào. Vậy thì chúng ta sẽ tìm những cái thông tin mà liên quan tới cái số 5, đúng không? Và nói về cái sự tuyệt chủng thì chúng ta có dòng thứ hai. The scientists have reported that the beast may have survived until 2000 BC on an island off the coast of Siberia, where researchers uncover 25 fossilized woolly mammoth teeth ranging the age from 4000 to 7000 years. Vậy ở đây này, họ cho rằng những con quái vật này có thể vẫn còn tồn tại cho đến năm 2000 trước công nguyên trên đảo ngoài khơi Siberia, nơi mà các nhà nghiên cứu đã khám phá 29 hóa thạch răng voi mammoth long xoăn từ 4.000 cho đến 7.000 năm tuổi. Được chưa? Vậy tức là nó tuyệt chủng 4.000 năm trước, đúng không? Vậy ta chọn phương án B, about 4.000 years ago. 41. The word woolly, as used in line 1, refers to the animals. Cái từ woolly ở đoạn 1 ha, ám chỉ tới cái gì của con động vật? A. Body size, tức là kích cỡ cơ thể. B. Feet size, tức là kích cỡ chân. C. Hair, tức là lông. Và D. Teeth, tức là răng. Ở đây cái từ woolly này nó giống như là len, đúng không? Vậy thì nó đang ám chỉ là lông của con voi mammoth. Vậy ta chọn phương án C. Hair, lông ha. 42. The author uses the word counterpart in line 7 to refer to. In line 8 to refer to. Tác giả sử dụng từ counterpart trong dòng số 8 để nói tới cái gì? A. Mammals with more feet. Voi mammoth với nhiều chân hơn.
Be mammoths in an earlier time, loài voi mammoth ở thời kỳ đầu. C. Mammoths with smaller teeth, tức là voi mammoth có răng nhỏ. Và D. Larger mammoths on the island, tức là voi mammoth lớn sống trên đảo. Rồi, chúng ta xem xét cái câu có cái chữ counterpart. This theory is based on their smaller tooth size, which has led scientists to believe that they were only 6 feet tall at the shoulder compared with 10 feet of their full size counterpart. Tức là cái lý thuyết này dựa vào cỡ răng nhỏ của voi mammoth, cái mà đã làm cho các nhà khoa học tin rằng chúng chỉ cao 6 feet ở vị trí cái vai so với 10 feet của các con voi thời trước, đúng không? Vậy thời trước ở đây counterpart đồng nghĩa với phương án A, tức là những con voi ở thời kỳ trước. Vậy ta chọn phương án B, mammoths in an earlier time. Question 43. According to the scientists, the woodland mammoths may have managed to survive because they... Theo các nhà khoa học thì voi mammoth lông xoăn có lẽ đã sống sót bởi vì A. Shed their hair, rụng bớt lông. B. Grow smaller teeth, tức là mọc răng nhỏ hơn. C. Became herbivores, tức là trở thành loài ăn cỏ. Và D. Decreased in size, tức là giảm về kích cỡ. Dựa vào thông tin trong bài thì ta thấy là sao? Cũng là cái thông tin giống như cái câu phía trước, tức là cái lý thuyết này nói rằng chúng chỉ cao 6 feet ha, tính từ cái vai so với cái loại tổ tiên của chúng là 10 feet. Vậy giảm từ 10 feet xuống còn 6 feet, đó là giảm về kích cỡ. Vậy ta chọn phương án D, decrease in size. Now let's move to the reading comprehension. Chúng ta chuyển sang bài đọc hiểu số 2 các bạn nhé. Question 44. What does the passage mainly discuss? Đoạn văn đang nói đến điều gì? A. Risk factors in heart attacks, những tác nhân gây bệnh tim. B. Seasonal and temporal patterns of heart attack, tính thời gian và theo mùa của bệnh tim. D. Cardiology in the 1980s, tức là nghiên cứu về bệnh tim vào những năm 1980. Diet and stress as factors in heart attack, chế độ ăn và áp lực là yếu tố gây bệnh tim. Ok, chúng ta xem xét đoạn đầu của đoạn văn. At heart disease continues to be the number one killer in the United States. Researchers have become increasingly interested in identifying the potential risk factors that trigger heart attacks. Khi bệnh tim là kẻ giết người số 1 ở Hoa Kỳ, thì các nhà nghiên cứu đã ngày càng quan tâm tới việc xác định các yếu tố rủi ro gây ra cơn đau tim. Được chưa? Và sau đó thì đây là cái câu đầu đề, đúng không? Dẫn cả bài. Và sau đó thì những cái đoạn dưới thì nêu ra lý do, đúng không? Cho nên ta chọn phương án A, risk factors in heart attacks. Question 45. The word potential could best be replaced by which of the following? Từ potential có thể được thay thế tốt nhất bởi từ nào dưới đây? A. Harmful là có hại. B. Primary tức là chủ yếu. C. Unknown tức là không được biết đến. Và D. Possible tức là có khả năng. Thì tính nằm trong cái câu đề hồi nãy đó các bạn. Tức là các nhà khoa học làm sao? Nghiên cứu ngày càng quan tâm đến những cái việc xác định các yếu tố rủi ro có thể xảy ra, đúng không? Cơn đau tim. Vậy thì potential là có tiềm năng, đồng nghĩa với phương án D, possible, có thể có khả năng xảy ra. Question number 46. The phrase susceptible to in line 7 could best be replaced by. Cụm từ susceptible to ở dòng số 7 có thể được thay thế bởi A. Aware of, tức là nhận thức về. B. Affected by, tức là bị ảnh hưởng bởi. C. Accustomed, tức là quen với. Và D. Prone to, thường hay hoặc là có xu hướng, có thiên hướng gì đó.
Okay. Và trong cái cụm này, in addition, people are susceptible to heart attacks in the first few hours after working. Tức là thêm vào đó, mọi người dễ mắc bệnh đau tim hơn trong một số cái giờ đầu sau khi thức giấc. After waking, sau khi thức giấc. Vậy thì ở đây nó mang nghĩa là có xu hướng hoặc là dễ bị mắc phải, đúng không? Thì tôi chọn cái phương án D, prone to, đồng nghĩa ha các bạn ha, có xu hướng hoặc là dễ mắc phải. Question 47. According to the passage, which of the following is not a possible cause of many heart attacks? Theo đoạn văn thì điều nào dưới đây không phải là nguyên nhân gây lên bệnh tim? A. Decreased blood flow to the heart, tức là giảm lượng máu tới tim. B. Increased blood pressure, nghĩa là tăng áp lực máu. Và C. Lower heart rate, tức là giảm nhịp tim. Và D. Increase in hormones, tức là tăng hormone. Ok, chúng ta đang tìm cái thông tin sai đúng không? Không là nguyên nhân gây lên bệnh tim. Rồi, thứ nhất, chỗ nào nói về giảm cái lượng máu tới tim các bạn? Đoạn thứ 2, dòng thứ 2 từ cuối lên. Plus a reduction. Ở đây ta đang nói tới một số cái nguyên nhân đã gây đến bệnh tim đúng không? Plus a reduction of blood flow to the heart, tức là giảm lượng máu tới tim. Ở đây là phương án A có này. Tiếp theo, phía trên đó, an early morning rise in blood pressure, heart rate, thì đây là gì các bạn? À, tăng áp lực máu vào sáng sớm, thì đây là phương án B. Và heart rate, vậy thì tăng nhịp tim chứ đâu có giảm nhịp tim đâu, đúng không? Tức là phương án C sai. Thì thông tin của phương án D là nói ngay sau đó luôn, đó là and concentration of heart stimulating hormones, đúng không? Tức là tăng hormone. Vậy phương án C là cái thông tin không có được ủng hộ ở trong bài, tức là tăng nhịp tim chứ không có giảm nhịp tim. Ok, vậy ta chọn phương án C các bạn ha. Question 48. Which of the following is not cited as a possible risk factor? Đau không phải là nguyên nhân có thể gây ra bệnh tim, đúng không? Đó là một cái nguyên nhân nguy hiểm, một cái yếu tố gây nguy hiểm. A. Having a birthday, tiệc sinh nhật. B. Getting married, kết hôn đúng không? C. Eating fatty foods, ăn đồ chứa nhiều chất béo. Và D. Being under stress, tức là chịu áp lực. Rồi, ta dựa vào đoạn mấy các bạn? Đoạn cuối, đúng không? In other studies, both birthday and bachelorhood have been implicated as risk factors. Tức là đã cả sinh nhật lẫn sự độc thân bị ám chỉ là yếu tố gây rủi ro, đúng không? Vậy, tiệc sinh nhật thì có là một yếu tố, nhưng mà độc thân chứ đâu phải là kết hôn đâu. Cho nên là đáp án B là đáp án sai, đúng không? And getting married là đã kết hôn rồi, cho nên phương án B là phương án sai ha các bạn ha. Question 49. The word trigger as used in the first paragraph is closest in meaning to which of the following? Từ trigger được dùng trong đoạn 1 là gần nghĩa với từ nào dưới đây? A. Involve, tức là bao gồm, liên quan đến. B. Affect, tức là ảnh hưởng. C. Cause, tức là gây ra. Và D. Encounter, xảy ra. Vậy theo các bạn này, câu đó thì chúng ta sẽ chọn phương án nào? Ở câu đó thì chúng ta đã nói rồi ha, các nhà nghiên cứu đã ngày càng quan tâm tới cái việc xác định các yếu tố rủi ro có thể gây ra cơn đau tim. Cho nên từ trigger đồng nghĩa với phương án C, cause, đó là gây ra, gây nên. Ok ha. Question 50. Which of the following does the passage infer? Từ đoạn văn có thể suy ra rằng A. We now fully understand how risk factors trigger heart attacks. Chúng ta đã hiểu hoàn toàn các tác nhân gây ra cơn đau tim như thế nào. B. We recently began to study how risk factors trigger heart attacks.
Chúng ta gần đây bắt đầu nghiên cứu các tác nhân gây ra cơn đau tim. C. We have not identified many risk factors associated with heart attacks. Chúng ta chưa xác định được có bao nhiêu các tác nhân gây ra đau tim. D. We do not fully understand how risk factors trigger heart attacks. Chúng ta chưa hiểu rõ các tác nhân gây ra đột quỵ như thế nào. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án nào các bạn? Ở các câu cuối của đoạn văn. Ok. Though trust is thought to be clean in some way to or after aforementioned risk factors, intense research continue in the hope of further comprehending why and how heart failure a trigger. Tức là nhiều cái nghiên cứu sẽ tiếp tục diễn ra ha, sẽ tiếp diễn với cái hy vọng hiểu rõ hơn tại sao và cách như thế nào mà suy tim bị gây ra. Ok, vậy thì ta chọn cái phương án D. Chúng ta chưa hiểu rõ chứ không phải là chúng ta chưa bắt đầu nghiên cứu, đúng không? Đã nghiên cứu trước đây, chưa hiểu rõ thôi và vẫn tiếp tục nghiên cứu. Ok, ta chọn phương án D, hợp lý các bạn ha. Ok, chúng ta đã hoàn tất cái đề này. Thanks for your hard work. Cảm ơn các bạn đã tập trung theo dõi sửa bài. Chúng ta hãy cùng kiểm tra lại. Trong đề này, 50 câu vừa rồi, chúng ta đã làm đúng được bao nhiêu câu và còn sai ở kiến thức nào? Và đối với bài đọc và những cái từ vựng mới, các bạn nhớ bổ sung thêm, học thêm vào để chúng ta mở rộng thêm cái lượng từ vựng của mình. Để những cái bài đọc nó không còn là những cái nỗi ám ảnh cho các bạn nữa. Ok, thank you very much. Bye for now.